Thì xin trả lời thế này. Căn cứ theo thông tư liên tịch số 16 trên 2016, thông tư liên tịch Bộ Y tế Bộ Quốc phòng ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế Bộ Quốc phòng về việc quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Căn cứ theo thông tư số 148 trên 2018 trên thông tư Bộ Quốc phòng ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Trường hợp trên theo thông tư liên tịch ở phụ lục 1 phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật tại phần 2 tiêu chuẩn phân loại bệnh tật mục 1 về các bệnh về mắt thì đối với thị lực không kính mắt phải 1 trên 10 và mắt trái 1 trên 10 là được xếp vào loại 6. Độ trục loạn thị mắt phải 1,5 diop, mắt trái 1,25 diop thì tại mục 5 của các loại loạn thị thì cũng xếp loại 6. Căn cứ theo thông tư số 148 thì của Bộ Quốc phòng quy định thì trường hợp này được quy định tại điều 413 thông tư số 148 về việc tiêu chuẩn thì là không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ. Xin báo cáo với các đồng chí là như vậy. Xin hết. Cảm ơn. Còn câu thứ hai. Câu thứ hai về mời đại diện. Dân cũng như là căn cứ vào cái thông tư 16 khám sức khỏe và sau khi công dân được hội đồng khám sức khỏe của cấp quận, huyện, thị xã thông báo trúng tuyển sức khỏe thì sau đó là công dân nếu không đồng ý với cái kết quả khám sức khỏe của mình thì công dân được quyền là khiếu nại và đề nghị là giám định sức khỏe. Thì trong cái thông tư 16 có ghi rõ cụ thể là hội đồng giám định y khoa tỉnh sẽ tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ khi có khiếu nại liên quan. Thì cái này thì là đối với công dân nếu không đồng ý thì chúng ta sẽ cung cấp gồm các bệnh án cũng như hồ sơ có liên quan để gửi cho hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh. Sau khi đã giám định bệnh tật theo đề nghị của hội đồng huyện và kết luận giám định thì trong vòng 7 đến 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị giám định, hội đồng giám định y khoa tỉnh phải có kết luận giám định. Và quyết định của hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh là kết luận cuối cùng về sức khỏe của thanh niên. Thì đó là một câu trả lời như thế. Bao có hết ạ. Rồi, cảm ơn các đồng chí. Làm 3 người chết, 15 người bị thương. Thì trong đó có 2 vụ người điều khiển phương tiện do vi phạm nồng độ cồn chiếm khoảng 11,11%. Thì so với liền kề thì giảm là 3 tiêu chí, cụ thể là giảm là 18 vụ và bằng 50%, giảm 7 người chết là tương đương với giảm là 70%, giảm 2 người bị thương tương đương với giảm 12%. Và so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 thì số vụ tai nạn giao thông thì tăng là 3 vụ, tương ứng với 20%. Tuy nhiên số người chết thì giảm 4 người, giảm 47% so với Tết năm 2023. Việc tăng cường kiểm soát về vi phạm nồng độ cồn đã góp phần như thế nào trong kéo giảm số vụ tai nạn giao thông? Thì bám theo cái chỉ đạo của Bộ Công an thì Ban đốc Công an phố đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, mở nhiều cao điểm tấn công về xử lý về nồng độ cồn và tổ chức thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên liên tục với quan điểm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe trong nhân dân. Thì qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2023 cả 3 tiêu chí. Cụ thể trong năm 2023 trên địa bàn thành phố xảy ra 1.729 vụ tai nạn giao thông, làm chết 661 người, bị thương 1.049 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm là 408 vụ, bằng 19%, giảm 113 người chết, bằng 15%, giảm 271 người bị thương, giảm 21%. Cái điều đáng mừng kiên trì thực hiện cái cao điểm về xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng như xử lý phạm nồng độ cồn trong năm 2023, đó là dần hình thành cái thói quen văn hóa giao thông đã uống rượu bia thì không lái xe. Việc kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn thời gian vừa qua thì qua cái phản ánh thì ngày
càng nhận được nhiều cái thông tin tích cực từ người dân ủng hộ đối với cái chủ trương này của lực lượng công an trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Câu hỏi thứ hai của phóng viên là quan tâm đó là sau Tết Nguyên đán nhiều phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị xử lý nghiêm theo quy định và số lượng phương tiện tham gia giao thông bị tạm giữ khiến các bãi tạm giữ quá tải, thì công an phố có giải pháp như thế nào? Liên quan câu hỏi phóng viên thì phóng viên có hỏi tạm giữ tạm giam xe, tạm giam thì sử dụng mấy người thôi, nên là tôi xin phép là phóng viên nêu là tạm giữ xe. Thì đối với nội dung của phóng viên nêu thì đây là cái nội dung mà đã được ban giám đốc công an thành phố đặc biệt quan tâm trong năm 2023 khi mà triển khai các cái cao điểm, thì thể hiện rõ nhất là chỉ trong 6 tháng thì ban đốc công an thành phố đã ban hành 4 công văn chỉ đạo về công tác này, cụ thể như công văn số 3290 ngày 26 tháng 6 năm 2023 về chấn chỉnh công tác quản lý bảo quản xử lý tang vật vi phạm chính bị tạm giữ bị tịch thu trong công an thành phố, về công văn số 393 ngày 22 tháng 10 năm 2024 về tăng cường công tác quản lý bảo quản xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ bị tịch thu trong công an thành phố, rồi công văn số 756 ngày 7 tháng 2 năm 2024 về đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tổ chức xử lý tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, rồi công văn số 793 ngày 16 tháng 2 năm 2024 về thực hiện thông báo chỉ đạo của Bộ Công an. Riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an phố thì được ban giám đốc công an thành phố giao quản lý sử dụng là 9 vị trí kho bãi tạm giữ tang vật phương tiện phạm chính với tổng diện tích đất là trên 59.000 m², tổng số lượng phương tiện đang tạm giữ tại 9 kho bãi gồm có 62 ô tô, 34.072 xe máy, 1.279 xe mô tô 3 bánh. Thì mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã cố gắng sắp xếp phương tiện, tăng vật, phương tiện phạm hành chính tại các kho bãi, tuy nhiên thì hiện nay thì diện tích kho bãi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Thì nhiều đơn vị thuộc phòng cảnh sát giao thông đã phải tận dụng khoảng trống tại trụ sở để tạm giữ tăng vật, phương tiện phạm chính. Thì theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông thì để đảm bảo đúng cái khoảng cách cũng như là bảo quản thì cần khoảng 100.000, hơn 100.000 mét vuông kho bãi để tạm giữ tang vật phương tiện phạm chính. Chính vì cái yêu cầu tạm giữ như vậy thì ban giám đốc công an phố đã chỉ đạo để giảm bớt cái sự quá tải các kho thì tránh lãng phí, thì phòng cảnh sát giao thông đã quan tâm thực hiện đồng thời một số cái giải pháp. Cái thứ nhất là phải đẩy nhanh tiến độ phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện đầy đủ đúng quy trình trình tự thủ tục về bán thanh lý tang vật phương tiện phạm chính. Thì theo thống kê riêng trong năm 2023, phòng cảnh sát giao thông đã thực hiện bán thanh lý trên 19.000 tang vật phương tiện vi phạm chính các loại. Cái thứ hai là phối hợp với phòng hậu cần báo cáo ban đốc bố trí thêm những vị trí kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm chính và tiếp tục đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp các kho bãi hiện tại đáp ứng yêu cầu công tác. Cái thứ ba đó là tăng cường công tác quản lý bảo quản tang vật phương tiện phạm hành chính, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy. Cái thứ tư là trong cái mùa nắng nóng hiện nay sau Tết thì phải tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Ngay trong cái hội nghị giao ban đầu xuân ngày 6 Tết thì đồng chí giám đốc công an phố đã tiếp tục chỉ đạo quán triệt nhắc nhở công an các đơn vị địa phương tăng cường xử lý bảo quản tang vật phương tiện phạm chính, chủ động phối hợp với phòng hậu cần xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy các kho bãi tạm giữ tang vật phương tiện phạm chính để thực hiện tốt công tác phòng cháy cháy. Thì đó là một số cái giải pháp mà phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là cái lực lượng công an các đơn vị địa phương liên quan đến tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đã triển khai và quan tâm tổ chức thực hiện. Tôi vừa trả lời xong hai câu hỏi của phóng viên. Nhân dịp đầu xuân cũng xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo và các phóng viên một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh Hà.
Anh gửi lời chúc mọi người bình an khỏe mạnh và thay vui. Thì vừa qua thì cái dự án bờ kè ở khu vực dọc sông Thanh Đa này là chậm, thì Sở Giao thông cũng đã có rất nhiều các văn bản chấn chỉnh trong cái việc thi công của các gói thầu khu vực bờ kè Thanh Đa. Thì trong thời gian sắp tới thì Sở cũng đã có những cái chỉ đạo là đề nghị rằng đứng về góc độ của các chủ đầu tư thì các anh phải thực hiện nghiêm túc tất cả các văn bản chỉ đạo, ví dụ cụ thể như văn bản 6924 ngày 12 tháng 6 năm 2020, rồi văn bản 6765 ngày 1 tháng 7 năm 2021, rồi văn bản 8225 ngày 10 tháng 8 năm 2022 và văn bản 3373 ngày 30 tháng 3 năm 2023, và cái văn bản cuối cùng gần nhất đó là 6825 ngày 7 tháng Giêng năm 7 tháng Giêng năm 23, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án khu vực bờ kè và Thanh Đa. Ngoài ra thì Sở cũng yêu cầu là về phía chủ đầu tư, Ban Giao thông đô thị thì khẩn trương xem xét trách nhiệm của các nhà thầu thi công, các đơn vị có liên quan trong việc chậm trễ việc thi công công trình nói trên, đồng thời xử lý theo các điều khoản của hợp đồng và quy định của pháp luật. Ban Giao thông chịu trách nhiệm trong việc chậm trễ thi công dẫn đến việc phải điều chỉnh của dự án này. Ngoài ra thì Sở cũng yêu cầu là tăng cường cái công tác quản lý về tiến độ, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Thứ hai là thường xuyên quan trắc, đo đạc địa hình lòng sông, các bộ phận chịu lực chủ yếu của công trình như đỉnh kè, rồi thảm đá, công tác cọc, nếu có phát sinh bất thường, báo cáo ngay cho Sở, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Thì đó là câu hỏi thứ nhất. Về câu hỏi thứ hai, đó là quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng quá tải. Tuyến đường hiện hữu chỉ có 4 đến 6 làn xe, có đoạn chỉ có 4 làn dẫn tới nút thắt Cổ Chai trầm trọng. Với đoạn đường 5 km trên địa bàn thành phố, nhưng người dân đi lại khó khăn, phải chen chúc mất nhiều thời gian di chuyển vào các khung giờ cao điểm. Sau khi nghị quyết 98 của Quốc hội cho phép thành phố được thực hiện dự án BOT trên đường hiện hữu, tháng 9 năm 2023, Hội đồng dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 13 theo hình thức này. Được biết quốc lộ 13 sắp được mở rộng, người dân rất vui và trông chờ việc triển khai thực hiện. Như vậy, xin Sở Giao thông cho biết chi tiết về kế hoạch triển khai dự án, về kinh phí giải phóng mặt bằng như thế nào, thời gian khởi công và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng khai thác. Ngoài ra, ngoài dự án trên, 4 dự án khởi thông các cửa ngõ của thành phố triển khai theo hình thức BOT, đó là dự án quốc lộ 1 An Lạc ranh Long An, quốc lộ 22 ngã tư An Sương đến Bình Đại 3, trục đường Bắc Nam từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức Long Thành, cầu đường Bình Tiên từ Phạm Nhân Chí đến Nguyễn Văn Linh. Về vốn đầu tư, kế hoạch thực hiện, thời gian hoàn thành như thế nào? Câu hỏi của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sao anh đi thẳng vào nội dung luôn, tại vì những câu hỏi đó đều có gửi trên rồi, anh không tốn thời gian. Dạ ok. Về để trả lời câu hỏi này thì tôi xin có cung cấp như sau. Thì theo quyết định 6011 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư 5 dự án xây dựng nâng cấp mở rộng hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao là BOT đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua nghị quyết số 79. Trong đó dự kiến khởi công xây dựng công trình sẽ là từ quý 4 năm 2025 hoặc là quý 1 của 2026. Về thời gian hoàn thành công trình đưa vào sử dụng khai thác là dự kiến là từ 2027 cho đến 2028. Về đối với dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu cho đến ranh Bình Dương thì dự kiến tổng kinh phí là làm tròn nha là khoảng 13.800 tỷ. Trong đó về kinh phí giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng gần 9.400 tỷ. Ngoài ra thì Hội đồng dân thành phố cũng bố trí 5 tỷ mỗi dự án 1 tỷ cho 5 dự án chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP vào kế hoạch đầu tư công trung hạn từ 2021 đến 2025. Nguồn vốn ngân sách địa phương tại nghị quyết 79 ngày 18 tháng 9 năm 2023. Thì và Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành quyết định 5975 ngày 27 tháng 12 năm 2023 giao kế hoạch vốn đầu tư công 24 cho 5 dự án chuẩn bị đầu tư theo hình thức PPP, mỗi dự án là 500 triệu để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
Đó là câu hỏi thứ hai. Về câu hỏi thứ ba và câu hỏi hiện nay thì phần đường Phạm Văn Đồng đang tổ chức cho các loại xe ô tô và xe khách lưu thông với tốc độ là 80 km/h, xe ô tô tải và xe container lưu thông với vận tốc tối đa là 60 km/h. Còn lần phần đường hỗn hợp thì tổ chức các loại xe lưu thông với tốc độ là 50 km/h. Thì đối với giao lộ Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định thuộc địa bàn quận Gò Vấp và thành phố và Bình Thạnh thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã giao cái nhiệm vụ là cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ của thành phố là nghiên cứu phương pháp điều chỉnh cái tổ chức giao thông ở cái khu vực này bằng cách là sẽ tháo cái khu vực vòng xoay ra và tổ chức giao thông ở khu vực này theo hình thức là pha đèn. Và hiện nay thì cái nội dung này thì Sở cũng đã thực hiện ở ba cái giao lộ ở trên Phạm Văn Đồng, ví dụ như Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng Linh Trung, rồi Phạm Văn Đồng ở Kha Vạn Cân. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã tháo các cái dãy cái vòng xoay và tổ chức là giao thông bằng pha đèn, tổ chức thành ba pha. Về câu hỏi thứ tư thì qua theo dõi về tình hình giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng trong thời gian qua thì Sở Giao thông chúng tôi cũng đã tiến hành thực hiện tổ chức giao thông lại ở một số cái vị trí giao lộ. Cụ thể giống như nãy tôi cũng có nói là ở Phạm Văn Đồng, Linh Đông, rồi Kha Vạn Cân, rồi Phạm Văn Đồng Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng Phan Văn Trị, từ cái hình thức tổ chức giao thông là vòng xoay chuyển qua là các giao thông bằng cách hệ thống tín hiệu đèn ba pha. Thì trong thời gian sắp tới là trong quý 1 hoặc đầu quý 2 thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thêm cái việc ở ngay tại cái giao lộ của Phạm Văn Đồng với Lê Quang Định nhằm để đảm bảo tăng thêm cái khả năng lưu thông ở cái khu vực của tuyến đường Phạm Văn Đồng và các cái tuyến đường xung quanh, giảm cái tình trạng ùn tắc giao thông như hiện nay cũng như theo cái phản ánh của các báo đài. Thì chắc đó là một số cái nội dung của Sở Giao thông xin thông tin về 4 câu hỏi vừa qua của phóng viên báo đài, xin hết. Đến thời điểm tại thì dự án đang được triển khai thì không đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cụ thể cũng xin báo cáo là trong năm 2023 đó, dự án được giao vốn là tổng cộng là 2.039 tỷ và đã giải ngân đạt 100%. Các công tác đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể như là hiện nay các nhà thầu đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công của 10 gói thầu với các hạng mục chính như là kè bờ kênh, hạng mục đường cầu giao thông, cống cấp 2, hệ thống thoát nước chiếu sáng cây xanh công viên. Đến nay tiến độ chung của toàn dự án đạt 35%. Trong đó có một số hạng mục là vượt tiến độ đề ra như là hạng mục kè bờ và hạng mục xây dựng cống cấp 2. Song song với công tác xây lắp thì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và giải quyết trường hợp tái lấn chiếm cũng được lãnh đạo các ủy ban quận huyện quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt với mục tiêu hoàn thành công tác bồi thường sớm nhất để bàn giao mặt bằng chống thi công hoàn thành dự án. Cụ thể đây như là được sự hỗ trợ rất lớn của quận 12, quận Gò Vấp. Thì cũng xin báo cáo anh chị là đối với câu hỏi này thì có các phần vấn đề về khó khăn vướng mắc đó. Thì đối với dự án này là nó dài khoảng 32 km, đo tuyến kênh là toàn bộ bao trùm toàn bộ từ phía bắc thành phố qua phía tây thành phố, trải qua 7 quận huyện là Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và Bình Chánh. Thì với đặc điểm khu vực đang phát triển nhanh về mặt đô thị thì những cái khó khăn cần thực hiện là không thể tránh khỏi. Thì cụ thể thì ban hạ tầng cũng đã phối hợp với sở ngành quận huyện giải quyết các khó khăn. Thì hiện tại thời gian vừa qua thì cũng có nổi lên một số cái khó khăn và trong cái thời gian qua thì ban cũng chủ động thực hiện cũng như báo cáo lãnh đạo thành phố như là công tác thu hồi mặt bằng tái lấn chiếm, các vấn đề liên quan công tác thi công dưới các tuyến đường cao thế, trung thế, về vấn đề liên quan đến pháp lý để tiếp nhận bùn đất thi công của dự án cũng như là đặc biệt là cái nguồn vật liệu cát. Cái khó khăn thách thức này nó cũng là vấn đề khách quan và có những ảnh hưởng chung đến các dự án xây dựng, không chỉ riêng dự án Tham Lương. Ví dụ như dự án cát, về các vấn đề về khó khăn về nguồn vật liệu cát thì đây là cái khó khăn chung của các dự án hiện tại về hạ tầng cũng như giao thông. Thì cũng xin báo cáo anh chị là đối với các khó khăn này thì ban hạ tầng những cái nội dung mà ban hạ tầng có thể chủ động thực hiện trong cái chức năng nhiệm vụ thì chúng ta đang phối hợp với các lực lượng liên quan, ví dụ như là
thi công đối với các đường điện cao thế, trung thế thì cũng đã làm việc thỏa thuận với các đơn vận hành hệ thống các đường dây điện để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đạt thỏa thuận để tiến hành triển khai ngoài công trường. Đối với các vấn đề mà khó khăn vượt thẩm quyền giống như là cát, giống như vấn đề cát săn lấp thì ban cũng đã có chỉ đạo, cũng đã phối hợp với các đơn vị và cũng xin ý kiến báo cáo ủy ban cũng như thành ủy để chỉ đạo việc này. Thì cũng xin báo cáo này, đối với thành ủy thì là thời gian qua đối với dự án Tham Lương là cứ hàng tháng là ba tầng sẽ có một cái báo cáo khó khăn vướng mắc, và trên cơ sở đó ở đây là cụ thể là đồng chí bí thư sẽ có những chỉ đạo để cái việc được triển khai. Ngoài ra đối với ủy ban nhân dân thành phố thì đối với các vấn đề liên quan đến dự án trọng điểm dự án Tham Lương thì đồng chí chủ tịch cũng như các lãnh đạo ủy ban thành phố, các sở ngành cũng quyết tâm là phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn này thật quyết liệt để đảm bảo vượt mọi khó khăn để đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án trước 30/4/2025. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn.